Hoa Thần Vũ ngoại tình, ép Trương Bích Thần phá thai nhưng không thành. Drama Trịnh Sảng chưa dừng lại. Showbiz lại đón nhận thông tin gây sốc khi giọng ca đình đám Hoa Thần Vũ bất ngờ lên tiếng xác nhận đã có con với Trương Bích Thần. Bé gái này đã hơn 1 tuổi, cả hai không kết hôn và đã chia tay. Giờ đây cùng nhau nuôi dưỡng con. Ngay lập tức, những thông tin bên lề trước đó về cặp đôi Hoa Thần Vũ, Trương Bích Thần được dân mạng đào lại, cùng với đó là những điểm đáng ngờ về đời tư của nam ca sĩ họ Hoa. Dư luận nghi ngờ Hoa Thần Vũ bắt cá hai tay, hẹn hò cùng lúc với Trương Bích Thần và Đặng Tử Kỳ. Cụ thể, theo một fan cứng từng theo dõi Hoa Thần Vũ, người này khẳng định Trương Bích Thần và Hoa Thần Vũ quen nhau từ năm 2015 khi cùng tham gia một show. Sau đó, tới năm 2017, đã có nghi vấn rộ lên cặp đôi hẹn hò, thậm chí còn dọn về sống chung. Tuy nhiên, trong thời gian này, một nhân vật xuất hiện có nhiều liên quan đến chuyện tình của hai người chính là Đặng Tử Kỳ. Trên mạng xã hội, Đặng Tử Kỳ nhiều lần bóng gió về việc cô và Hoa Thần Vũ có qua lại với nhau, từ việc đăng tấm hình bông hoa lên Instagram, thậm chí cô còn sáng tác ca khúc cực kỳ nổi tiếng là Họa, được cho là viết về mỹ nam họ Hoa. Trong một bài phỏng vấn năm 2020, Đặng Tử Kỳ khi tuyên truyền ca khúc rất lâu sau đó có chia sẻ rằng đây là bài hát nói về chuyện tình cũ, cả hai miễn cưỡng chia tay nhau. Giờ đây cô cảm thấy đau lòng vì bản thân mình ngày trước. Điều đáng nói, có chi tiết cho hay, Hoa Thần Vũ khi biết Trương Bích Thần mang bầu đã ép cô phá thai, thậm chí dùng bỏ con cái. Sau này, nữ ca sĩ vẫn quyết tâm giữ lại con. Hoa Thần Vũ đã tặng quán quân The Voice mùa 3 một căn biệt thự, sau đó tuyệt giao. Theo đó, bài viết của một tài khoản fan couple giữa Hoa Thần Vũ, Trương Bích Thần vào năm 2018 bị đào lại khiến dư luận hết sức hoang mang. Không thể chịu đựng được nữa, cảm thấy trái tim của anh dành cho Bích Thần không sâu đậm bằng người phụ nữ kia. Bích Thần nặng tình, thật lòng với anh nhiều như thế, vậy mà anh lại tổn thương đến cô ấy. Ngay cả con cũng không buông tha, bảo cô ấy đi phá thai, sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Sau khi thông tin này lan truyền khắp Weibo, phía Hoa Thần Vũ đã đứng ra bác bỏ toàn bộ tin đồn trên mạng xã hội, đồng thời khẳng định luôn chịu trách nhiệm với con cái. Tạo cho con môi trường trưởng thành lành mạnh, hạnh phúc, bản thân Hoa Thần Vũ là người có trách nhiệm. Studio của nam diễn viên cũng sẽ thu thập những thông tin sai sự thật để truy cứu trách nhiệm. Cụ thể, tối ngày 22 tháng 1, công ty của Hoa Thần Vũ đăng thông cáo phủ nhận. Văn bản nêu rõ thông tin nam ca sĩ lừa dối, ép bạn gái phá thai và bỏ rơi hai mẹ con Trương Bích Thần là bịa đặt. Hoa Thần Vũ là người sống có trách nhiệm. Từ ngày hay biết bản thân đã lên chức cha, anh luôn dành cho con mọi điều kiện tốt nhất để bé lớn lên khỏe mạnh, hạnh phúc. Phía giọng ca sinh năm 1990 khẳng định. Con gái của Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần tên Hoa Nghinh Thần. Theo chia sẻ của người đẹp họ Trương, cô đã giấu chuyện mang thai và sinh con với bạn trai cũ. Đến khi con lớn mới công khai bí mật với Hoa Thần Vũ để hai cha con nhìn nhận. Tuy nhiên, hai nghệ sĩ chỉ nuôi con chung mà không quay về với nhau. Hiện tại, trên mạng xã hội còn lan truyền tin đồn khác, Hoa Thần Vũ còn có một đứa con trai khác. Không ít người hâm mộ của quỷ tài âm nhạc 9X cảm thấy bị lừa dối. Ngoài ra, Trang Sina cũng đã chia sẻ thêm hình ảnh cực hiếm của cặp đôi cùng con gái nhỏ. Trong hình, Hoa Thần Vũ rạng rỡ, nở nụ cười bên cạnh Trương Bích Thần.